Dạ, con xin kính chào cô chú, con chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà nhiều sức khỏe. Hôm nay con có một niềm vui rất là lớn. Con muốn thay lời cảm ơn đến người đã tặng cho con một món quà đặc biệt, và cảm ơn tất cả các cô chú đã xem clip ngày hôm nay. Thì món quà của con đó chính là, hôm nay con nhận được món quà đặc biệt, đó chính là một chiếc iPhone 13 Pro Max. Thì cái chiếc điện thoại này á, là của cô Đức Dương thân yêu đã tặng sinh nhật cho ba con. Thì sinh nhật của ba con thì ba con xài á, thì cái máy vô tình nó bị hư màn hình, mà mã thì mã Mỹ nên phải gửi về Mỹ bảo hành. Thì không thì lúc mà ba con bị hư điện thoại thì cần gấp quá không có điện thoại để xài á, thì cô Đức Dương đã tặng lại cho ba con một cái máy khác. Thì hôm nay á, là máy đã bảo hành, gửi từ Mỹ về Việt Nam đã bảo hành xong. Thì bây giờ là điện thoại của con á, thì bữa giờ nó bị hư, nó bị bể xài, nó bị hư sửa lại là xài nó vẫn hư luôn, nó bị chạm mạch ở trong nó rồi, sửa hoài không có được. Thì cô Dương nghe như vậy thì tặng lại chiếc điện thoại quà sinh nhật của ba con cho con. Đây đó, đây là một coi như là một cái máy hoàn toàn mới cô tặng lại cho con. Con rất là cảm ơn cô. Con không nghĩ là con nhận được cái điện thoại giá trị lớn như vậy, tại vì cô đã tặng cho con nhiều giá trị lớn, nhưng mà riêng cái điện thoại này thì con có khái niệm là ngày xưa là có điện thoại là xài là mẫn mờ, điện thoại nào con xài cũng được hết. Nhưng mà con không nghĩ là con thấy người ta xài iPhone 13 thì con cũng thích chứ, nhưng mà con không nghĩ là hôm nay đã được cô tặng cho con rất là thích. Thì hôm bữa thì và sẵn đây con rất là cảm ơn cô đã luôn yêu thương con và gia đình con, tặng cho con món quà quý báu. Và hôm bữa là sinh nhật, cái ngày sinh nhật của con là ngày 12 tháng 10, cô chú ơi, ngày hôm đó là ngày sinh nhật của con là ngày 12 tháng 10, là cái ngày mà các bé ăn cứt gà ba con đưa về á. Thì hôm đó là cô Đức Dương có tặng cho con 100 đô để tổ chức sinh nhật, năm nào cô cũng cho con 100 đô để tổ chức sinh nhật. Mà riêng cái năm nay thì ngay cái ngày đó là ba con đưa các em ăn cứt gà về nhà, thì các em bệnh rất là nặng, rất là nặng, mà không có thời gian chăm sóc luôn cô chú ơi, lu bu dữ lắm, cứ nói chung là không có thời gian chăm sóc luôn, còn đi bán nữa rất là bận luôn. Thì hôm đó là con vẫn có tổ chức, nhưng mà con nó không có lớn. Con chỉ như mọi năm là có bánh kem, có nhiều món ngon quay cho cô chú coi cũng thấy mặc đồ đẹp. Nhưng mà ngày hôm đó thì mấy mẹ con mệt quá, chăm các bé mệt quá, xong rồi á hả, mua mẹ con đi mua khoảng 2 kg tôm càng xanh, và 2 kg tôm càng xanh và cá viên chiên khoảng 3-4 loại gì đó, xong rồi chiên, xong rồi tổ chức. Thì cũng là tổ chức ở đây luôn, là đem ra ngoài tiệm mẹ con bán, thì ở đây có bếp nấu nướng ở đây luôn để làm sinh nhật. Nhỏ thôi, nói chung có ba mẹ con ngồi, có con với mẹ với lại em gái con thôi, ngồi thôi. Thì con có quay lại hết rồi, rất là hấp dẫn. Mà con muốn gửi lên cho cô chú cả nhà chung vui chung, rồi cô Đức Dương coi cũng vui nữa. Mà do ngày hôm đó là vô tình các bé ăn cứt gà ba con đem về, thì các em bệnh quá nặng cô chú, rồi những cái lời qua tiếng lại trong cái thời điểm đó nói chung nó không có được hay á. Rồi con sợ con đang như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng, giống như là có nhiều cô chú không có hiểu, mới vô kênh của con thì có sẽ nói là sao mà các bé em bệnh nặng mà còn đi ăn sung sướng hay gì đó. Và cái thời điểm đó là cái vụ các bé ăn cứt gà nó cũng là cái điểm tranh cãi nữa, nên là con quyết định là con sẽ không có đăng. Thì con biết là cô Đức Dương cũng buồn, mà con để trong lòng, thì để một ngày nào đó thì con sẽ nói với cô, mà con chưa có dịp. Thì sẵn hôm nay á, thì con nhận được món quà có giá trị rất là lớn, thì con cũng muốn gửi lời xin lỗi tới cô, và gửi lời xin lỗi tới cô, và cũng là gửi lời cảm ơn tới cô khi cô tặng con giá trị lớn giống như vậy. Và sinh nhật
ngày hôm đó cho con. Cái clip này tuy là nó một là lời cảm ơn đơn giản từ đáy lòng của con đối với cô, và rất là cảm ơn quý cô chú cả nhà cũng nghe cái đoạn clip này chung vui cùng với con. Rất là cảm ơn quý cô chú. Con xin chúc cô Đức Dương thật là luôn nhiều sức khỏe và may mắn, và luôn chúc cho tất cả quý cô chú cũng thật nhiều sức khỏe và may mắn và luôn thành công trong cuộc sống. Dạ con cảm ơn cô chú và cô Đức Dương rất là nhiều. Và bye bye cô chú và cả nhà.